Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp, Châu là con vật đạt vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Tử vi tháng 9 âm lịch của 12 con giáp có những luận cứ cho thấy, từ quý sửu có vận trình tốt đẹp, công việc hanh thông, thuận lợi. Do được tam hợp cục với tháng nên những gia chủ từ quý sửu được quý nhân tương trợ giúp đỡ, khiến cho mọi việc đều diễn ra thuận lợi, tiền bạc ùn chảy vào chật két. Để biết được vận trình từ quý sửu trong tháng 9 âm lịch gặp được những may mắn gì, thành tựu trong tháng 9 rực rỡ ra sao và còn có những điểm gì cần lưu ý, xin mời quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ quý sửu sinh năm 1973 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Những người quý sửu 1973 có mệnh tang đố mộc, tính tình lanh lợi, hoạt bát. Họ có chính kiến riêng, cũng có dũng khí đứng ra bảo vệ quan điểm của mình. Họ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị hiếp đáp, cũng vô tư giúp đỡ bạn bè chẳng cần tới báo đáp. Tuy nhiên, tính cách người quý sửu sinh 1973 lại có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá nên rất dễ đắc tội với người khác. Đây cũng có thể được coi là nhược điểm lớn nhất của người tuổi sửu mệnh mộc. Họ quan niệm cây ngay không sợ chết đứng và sống đúng với bản chất của mình, làm những gì mình cho là đúng. Người này nên tránh tranh cãi, mâu thuẫn với người yêu chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày, bởi điều đó nhanh chóng làm cho tình cảm hai người trở nên phai nhạt. Với người đã kết hôn, không nên mắng mỏ, cãi cọ với con cái của mình hoặc trân trọng hạnh phúc mà mình đang có, bảo vệ tổ ấm gia đình cùng các thành viên trong gia đình, gia tăng tình cảm hơn nữa. Người tuổi sửu sinh năm 1973 có những bước tiến vững vàng trong sự nghiệp ở tháng này. Bạn có thể thể hiện được điểm mạnh của bản thân, nhận được sự ưu ái của cấp trên, song cũng chính vì thế mà bị nhiều người đố kỵ. Gia chủ cần chú ý các hành sửu của mình, tốt nhất là luôn khiêm tốn học hỏi, chú trọng trao đổi với đồng nghiệp, xây dựng mối quan hệ xã giao hài hòa. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh thường hay ở vào thế bị động, vì thế mà người độc thân khó tìm được người như ý hay đắm mình trong thế giới riêng. Người đã có đôi có cặp ít khi trao đổi, trò chuyện với nửa kia nên đôi bên dễ nảy sinh hiểu lầm, rạn nứt. Xét về thiên can, quý âm thủy gặp canh dương kim nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ, quý sửu trong tháng này cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không mong muốn và làm phật lòng những người xung quanh mình. Thứ nhất, về sự nghiệp con vận. Tử vi tháng 9 của người tuổi quý sửu dự đoán rằng những người sinh năm 1973 sẽ dễ có nhiều may mắn trong sự nghiệp. Bạn nên nắm bắt cơ hội và thiết lập kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng. Theo cách đó, bạn có thể từng bước đạt được mục tiêu của mình. Nếu bạn nỗ lực không ngừng, cuối cùng bạn sẽ đạt được mục tiêu. Kết quả bạn đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công giúp sức của mọi người. Hãy có những cách cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm trong bạn. Đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của bạn trong mắt của đồng nghiệp. Con giáp này luôn tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Bạn sẽ nhận được sự ủng hộ từ các nhà quản lý, sếp và đạt được cấp độ cao hơn trong sự nghiệp. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ quý sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. May mắn cho tài lộc, bạn sẽ nhận được thu nhập từ tiền lương và có tiền thưởng. Việc bạn dành phần lớn thời gian cho việc cải thiện hiệu suất làm việc và tăng năng lực cá nhân đã giúp tăng thu nhập đáng kể trong tháng này. Người quý sửu rất nhạy bén và biết nắm bắt thời cơ, đầu óc kinh doanh táo bạo, cho bạn những khoản tích lũy không hề nhỏ. Tuy nhiên, tình hình tài chính của quý sửu trong tháng có nhiều nguy cơ hao hụt do chi tiêu không có kế hoạch và còn vì cả cá tin nên dễ bị người khác lợi dụng. Có những thời điểm bạn tiêu tiền không cần suy nghĩ vì tính hiếu thắng của mình. Đây là một thói quen xấu mà bạn cần thay đổi càng sớm càng tốt.
Tiền bạc kiếm bằng mồ hôi xương máu càng cần phải quý trọng và chi tiêu sao cho hợp lý. Thời gian này tốt nhất không nên tham gia dự án đầu tư bất động sản, tránh những hoạt động đầu tư mạo hiểm, không nên tùy tiện mở rộng thị trường. Các dự án hợp tác cũng nên tìm hiểu kỹ càng về đối tác. Tốt nhất nên duy trì những quan hệ lâu năm, đáng tin tưởng, thận trọng với người mới quen biết. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Sa Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân tị dậu sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này sức khỏe không có gì đáng lo ngại, tuy nhiên bạn vẫn cần chú ý đến thể trạng của bản thân, cơ thể sẽ dễ suy nhược nếu bạn tiếp tục thức khuya và uống rượu. Nếu đã có tiền sử mắc bệnh nào đó, hãy chú ý đến trường hợp tái phát trong tháng này. Hãy ra ngoài thay đổi không khí, tổ chức những chuyến đi cho bản thân và gia đình. Lái xe cần chú ý xảy ra bất trắc. Các gia chủ quý sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi quý sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Về phương diện tình cảm của quý sửu có dấu hiệu đi xuống, xuất hiện nhiều trục trặc, mâu thuẫn phức tạp. Với những người đã có đôi hoặc là đã lập gia đình, vợ chồng xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn, giữ hậm hực trong lòng chỉ đợi thời cơ bùng nổ. Nguyên nhân cũng bởi cả hai có bận rộn với công việc của riêng mình nên ít có thời gian trò chuyện, tâm sự, chia sẻ với nhau. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, cả hai dần hình thành thói quen tự mình giải quyết thay vì sẻ chia với nửa kia. Đến khi mọi chuyện vỡ lở mới khiến lòng tin lung lay, thay vào đó là sự nghi ngờ, ghen tuông khiến mối quan hệ đứng trên bờ vực đổ vỡ. Với những người độc thân, cơ hội cải thiện tình trạng lẻ bóng trong năm nay của bản mệnh không nhiều, bạn cũng trở nên bị động, không muốn chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình. Cho dù có đang trong một mối quan hệ thì cũng vì sự mập mờ, mãi không có tiến triển mà sinh ra sự chán nản, duyên đến lại đi, khó thành. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục, xung Thìn, Hình Mùi, Hại Dậu, Phá Mùi, Tỵ Thìn. Đối với những người quý sửu trong tháng 9 âm lịch này cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 9 năm 2022, tức ngày 27 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp sát là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 9 năm 2022, tức ngày 9 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp sát là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 9 năm 2022, tức ngày 21 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp sát là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi quý sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi quý sửu trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 9, tức ngày 2 tháng 10 dương lịch, có nạp sát là Mộc Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 9, tức ngày 14 tháng 10 dương lịch, có nạp sát là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Đây là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi tuổi quý sửu trong tháng 9 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 9 âm lịch với nhiều thành công và may mắn.
Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.